Xin chào các bạn, mình tên là Thủy Thương. Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube Bizling Corner. Đây là nơi mình chia sẻ niềm đam mê ngôn ngữ học. Hôm nay mình sẽ tiếp tục với chương số 14 Aspects of Connected Speech trong quyển English Phonetics and Phonology của Peter Roach, giáo trình mà khoa mình sử dụng. Và khoa mình thì sử dụng ấn bản 3. Trong clip rồi mình có nói qua với các bạn á, chương này mình sẽ nói đến các phần như sau. Thứ nhất là introduction, thứ hai là linking. Linking thì clip vừa rồi đã nói rồi. Và thứ ba là nói về assimilation. Đó cũng là nội dung chính của clip lần này. Sau đó chúng ta sẽ đến với dissimilation, elision và cuối cùng mình muốn giới thiệu một số ví dụ ở trong tiếng Việt. Vậy thì ngày hôm nay mình sẽ đi thẳng vào vấn đề là assimilation các bạn nhé. Vậy thì với assimilation, chúng ta sẽ quan sát hai trường hợp. Assimilation trong tiếng Việt chúng ta sẽ gọi là hiện tượng đồng hóa. Vậy thì đồng hóa sẽ xảy ra trên cả âm, phụ âm, lẫn âm, nguyên âm. Hiện tượng đồng hóa trên nguyên âm thì mình đã bàn qua rồi. Nên trong clip lần này thì mình chỉ nói rõ, nói cụ thể hiện tượng đồng hóa ở trên âm phụ âm mà thôi. Bây giờ chúng ta sẽ qua phần tiếp theo. Bây giờ thì mình sẽ nói đến cái hiện tượng đồng hóa đối với các âm phụ âm. Chắc các bạn vẫn còn nhớ một âm phụ âm sẽ có 3 đặc điểm sau. Thứ nhất là vị trí cấu âm, place of articulation. Thứ hai là phương thức cấu âm, manner of articulation, và thứ ba là voicing. Vậy thì hiện tượng đồng hóa sẽ xảy ra ở trên cả ba cái đặc điểm này luôn. Mục đích của đồng hóa là để cho mình dễ phát âm. Các bạn coi trường hợp ví dụ đây, that keys. Nếu như mình đọc chậm như vậy đó, khi mà mình đọc that thì đầu lưỡi của mình phải để lên trên nướu để phát âm t. Sau đó thì mình hạ cái lưỡi xuống, rồi cuốn lưỡi sẽ đưa lên đụng ngay cái chỗ ngạt mềm để đọc âm k. Như vậy sẽ rất là lâu. Các bạn hãy quan sát. Đây là bảng phụ âm. Các bạn quan sát âm t với âm k. Mình thấy đập vào mắt trước tiên thì cả hai cùng có màu đỏ, có nghĩa là cả hai đều là âm voiceless, âm vô thanh. Cả hai cùng nằm ở hàng plosive, có nghĩa là hai âm này đều là âm tắc, âm nổ. Và nó chỉ khác nhau ở mỗi cái vị trí cấu âm. Vị trí cấu âm của t là một âm nướu, còn k là một âm ngạt. Đây, đặc điểm của nó như mình ghi như vậy đây. Nó khác nhau ở cái phần màu xanh. Vậy thì thay vì mình phải phát âm một âm nướng xong rồi đến một âm ngạt thì chúng ta sẽ thấy có hiện tượng đồng hóa là k. Nó sẽ biến âm t đứng đằng trước cũng mang đặc điểm giống như nó luôn. Như vậy thì mình có hai âm ngạt cùng một lúc thì sẽ dễ phát âm. Thay vì đọc lại that keys thì bây giờ chúng ta có that keys. Cái phần cuốn lưỡi đã để sẵn đụng lên ngay chỗ velum, bây giờ để đó tiếp, phát âm tiếp âm k của case sẽ rất là dễ dàng và nhanh chóng. Chúng ta cùng đến với một số ví dụ thêm nữa. Như ở đây các bạn thấy, chúng ta có trường hợp bright color với lại quite good thì giống như that case hồi nãy. Thay vì nói là that case, thay vì nói là bright color hoặc là quite good thì chúng ta thấy có hiện tượng đồng hóa, đó là âm nứu của chúng ta đã được đồng hóa và biến thành âm velum, âm ngạt. Bên dưới cũng vậy, chúng ta có trường hợp meat pie, đọc chậm, đúng không các bạn? Light blue, đọc cũng chậm. Khi đó thì chúng ta sẽ đồng hóa cái âm t này để cho nó giống cái âm môi ở đằng trước và nó phải là một âm voiceless, tại vì t đang là voiceless. Và nó cũng phải là một âm plosive. Vậy chúng ta rốt cuộc sẽ có là meat pie, sẽ có p ở đây, like, thì p nó sẽ nối qua với âm b ở trong blue,
dễ hơn, tại vì đó đều là hai âm môi. Tương tự như vậy, ở bên dưới ta có good morning, good morning. Các bạn hình dung ở đây là một âm nướu nè, xong rồi qua đây lại là một âm môi. Vậy thì chúng ta sẽ thấy hiện tượng đồng hóa khi mà cái âm nướu này đổi, khi cái âm nướu này trở thành một âm môi và nó phải là một âm voiced, một âm hữu thanh, cũng là plosive luôn. Vậy kết quả cuối cùng sẽ là good morning, ở đây good morning. Đây là một ví dụ nữa, một nhân vật ở trong hoạt hình Ben 10 mà bé út trà nhà mình rất là thích. Nhân vật đó tên là Heat Blast, Heat Blast, nhưng mà bạn trà thì sẽ không đọc là Heat Blast, bởi vì bạn nghe ở trên YouTube đọc là Heat Blast, cho nên bạn cũng đọc theo luôn, Heat Blast. Vậy thì ở đây cũng là một minh chứng cho hiện tượng đồng hóa về mặt vị trí cấu âm. Thêm một số ví dụ nữa, các bạn quan sát bên đây ta có từ money hoặc là ban. Về mặt chữ viết thì chúng ta thấy có chữ N, letter N. Bên đây cũng vậy. Nhưng cái letter N này sẽ không đọc là N mà là đọc là ng. Ở đây đọc là monkey hoặc là bank hoặc là English. Lý do cũng là vì assimilation of place. Chúng ta có đằng sau nó là một âm ngạc, cho nên mình đọc âm ngạc luôn thì sẽ dễ, ngạc đi với ngạc sẽ dễ. Chứ nếu mà đọc là n, monkey, thì nó sẽ lại là chậm. Một số ví dụ nữa, ta có, ở đây đọc là bland, nhưng đây đọc là blank. Ở đây mình đã phân tích rồi đúng không? Đây là âm velar cộng với một âm velar, hai âm đi kế bên nhau rất là dễ đọc. Tương tự như vậy, ở đây mình có một âm nướu sẽ đi với một âm nướu thì cũng dễ đọc bland. Hoặc là stingy, đây cũng là hai âm nướu đi với nhau. Còn ở đây là stinky, hai âm ngạc đi với nhau. Rồi, các bạn coi các tiếp đầu ngữ nó được gắn vô với lại cái từ ở đây mình có. Tất cả đều có nghĩa là not, là không. Nhưng mà khi gắn trước polite là một âm môi đó, thì chúng ta sẽ có cái biến thể hình vị là im. Tại vì m, p đều là hai âm môi. Hoặc là imbalance, hoặc là improper. Âm môi sẽ đi với âm môi nè. Đây là assimilation of place, đúng không? Còn với những từ này thì chúng ta có âm t hoặc là âm d, t, d, nó sẽ là âm nướu. Cho nên đi với một âm n, âm nướu luôn, thì sẽ dễ phát âm. Trường hợp ở bên dưới là l, legal, legible, logical. Thì đi với l là đúng rồi, tại vì nó sẽ là vừa là alveolar, mà nó lại vừa là âm trẻ, lateral. Hoặc ở bên dưới này mình có âm r nó sẽ là alveolar và nó cũng là approximant. Cho nên đi với r ở đằng trước là rất là thuận lợi phát âm. Tiếp tục với lại câu chuyện về đồng hóa về mặt vị trí cấu âm. Mình có động từ sing là hát. Nếu mình thêm cái đuôi ở đằng sau mình sẽ có ca sĩ, người hát. Nếu mà đọc đúng nó phải là singer, tại vì cái đuôi này á, cái phụ tố này chỉ đọc là chứ không đọc là g. Nhưng mà có nhiều người họ đọc sai là singer. Lý do là vì trong tiếng Anh, cái phonotactics của tiếng Anh, quy tắc về phát âm của tiếng Anh á, quy định là ng không đứng đầu một âm tiết, nó chỉ đứng cuối âm tiết thôi, cho nên chúng ta đọc là singer sẽ rất là khó. Các bạn để ý, người nước ngoài sẽ không đọc được những cái tên mà bắt đầu bằng ng ở trong tiếng Việt. Có lẽ đó là lý do mà người ta cần có một cái phụ âm đứng đằng trước để dễ đọc. Và cái phụ âm đó, nó sẽ cũng là một âm hữu thanh giống như âm ng, và nó cũng là một âm velar giống như âm ng luôn. Vậy thì mình có singer. Tương tự như vậy, thay vì hanger, các bạn sẽ nghe nhiều người đọc là hanger.
Thật ra chúng ta phải đọc là hanger mới đúng, hoặc là singer mới đúng. Trường hợp thứ hai đó là assimilation of manner. Chúng ta nói về hiện tượng đồng hóa về phương thức cấu âm. Ở đây á, mình sẽ đọc là good night. Lý do là vì n ở đây của từ night sẽ làm biến đổi d ở đằng trước để biến nó thành một âm mũi luôn, sẽ dễ đọc hơn. In the sẽ thành inner, inner. Nhưng mà lúc đó thì cái vị trí của cái lưỡi á, nó sẽ không nằm ngay hẳn ngay cái nướu mà xuống, mà nó sẽ xuống thấp gần cái răng hơn, inner, inner. Hoặc ở đây mình có trường hợp rất thú vị của want to mà nó đã trở thành wanna. Nó được sử dụng phổ biến đến nỗi là về chính tả người ta cũng viết wanna luôn. Vậy thì mình biết là mình có thể đoán ở đây có n, vậy chắc là có hiện tượng đồng hóa gì xảy ra ở đây. Nhưng mà các bạn sẽ thắc mắc về còn âm t ở trong chữ want thì như thế nào. Để giải thích thì các bạn phải đợi đến cái phần elision, mình sẽ nói về phần đó. Trường hợp thứ ba đó là đồng hóa về mặt thanh, vô thanh và hữu thanh. Các bạn quan sát, chúng ta có các ví dụ là các động từ describe, thì b ở đây là một âm hữu thanh, prescribe cũng hữu thanh luôn, tận cùng là âm hữu thanh. Bên dưới có subscribe và transcribe đều là hữu thanh. Nhưng khi chúng ta có cái suffix là shun, lưu ý là sh này là một âm voiceless. Để kiểm tra thì mình chỉ cần đưa tay sờ lên cổ là mình thấy đây là âm voiceless. Vậy nó sẽ làm biến đổi cái âm b ở đằng trước để mất cái voicing ở đằng trước, biến nó thành âm voiceless. Thì khi đó chúng ta sẽ dễ đọc, bởi vì sh thì dây thanh không có rung nè, thì bên này cũng không rung luôn. Như vậy rất là thuận tiện, description, prescription, subscription hay là transcription. Quan sát về việc phát âm trong tiếng Anh, các bạn sẽ thấy cái letter X, chữ X đó, letter X trong tiếng Anh sẽ được phát âm thành hai cách, hoặc là g z, còn không sẽ là k z. Chứ không bao giờ các bạn thấy là g mà đi với z và k mà lại đi với z. Lý do là vì nguyên tắc đồng hóa về mặt thanh cho chúng ta là hễ hữu thanh phải đi với hữu thanh, g phải đi với z. Còn hễ vô thanh thì đi với vô thanh, k phải đi với z. Chứ không có kết hợp lộn xộn vô thanh đi với hữu thanh, hoặc là hữu thanh đi với vô thanh. Như vậy thì nó không có dễ cho cái việc rung hay là không rung của dây thanh, không có thuận tiện. Mình có hứa với các bạn là sẽ cung cấp cho các bạn, sẽ cho các bạn một cái mẹo để mà nhớ dễ dàng cách phát âm ED với lại phát âm SES. Đây là một cái bản tóm tắt mình lấy ở trên mạng. Và như mình có nói, mình không thể nào nhớ được những cái câu mẹo mẹo kiểu như vậy rồi. CH, GH, TH, rồi TH. Đối với mình nó rất là khủng khiếp. Những cái từ mà tận cùng như vậy thì khi thêm ED sẽ đọc thành T, còn các chữ còn lại sẽ đọc thành D. Mình không thể nào nhớ nổi. Vậy bây giờ các bạn chỉ cần nhớ cái quy tắc như vậy: vô thanh đi với vô thanh và hữu thanh đi với hữu thanh. Vậy mình quan sát chữ watch, nó tận cùng một âm ch, âm ch. Các bạn đưa tay sờ lên cổ thì thấy nó vô thanh. Vậy thì cái đuôi ed sẽ đọc thành t, cũng vô thanh luôn. Hoặc ở đây laugh, tận cùng là f, thì nó phải là vô thanh, cho nên gắn với âm ed sẽ là t, laughed, cũng là vô thanh luôn. Ở đây ta có động từ learn, n, n, n. Các bạn kiểm tra thử, n, n, có rung không nhỉ? Có rung đúng không? Có rung thì có nghĩa nó là hữu thanh. Hữu thanh thì đuôi với d, thì sẽ đi với d, là cũng hữu thanh luôn. Như vậy thì dây thanh rung cho chữ n
rồi rung tiếp trên đ, rất là thuận tiện. Còn với trường hợp này thì sao? Các bạn hãy chú ý đến cái âm cuối. Cái quy tắc chính tả này thiệt tình nó khó nhớ. Bây giờ bạn nhìn cái âm cuối đọc là play, âm cuối là âm A đúng không? Nó là một nguyên âm, cụ thể thì là một nhị trùng âm. Rồi cho dù là nguyên âm đơn hay nguyên âm đôi đi nữa, thậm chí nếu bạn coi có nguyên âm ba trong tiếng Anh đi nữa thì tất cả các âm nguyên âm, tất cả các âm nguyên âm ở trong tiếng Anh nó đều là hữu thanh. Vậy thì nguyên tắc của chúng ta rất là đẹp, hữu thanh đi với hữu thanh, cho nên là A, cái dây thanh có rung sẽ đi với D, dây thanh cũng rung luôn. Thế còn bên trường hợp này thì sao? Nếu chúng ta áp dụng một cách thật là chặt chẽ cái quy tắc này thì chỗ này mình sẽ phải đọc là want, đúng không các bạn? Want rồi còn t, rất là khó chứ đâu có dễ đâu, hoặc là need t. Và nó cũng vi phạm phonotactics trong tiếng Anh, không được phép một âm mà đọc hai lần như vậy. Giải pháp sẽ là, giải pháp thứ nhất, chúng ta sẽ kéo dài cái âm t đó ra hoặc là âm d đó ra. Rồi các bạn hình dung á, mình phiên âm á, want là cái âm phiên âm của động từ muốn, xong rồi á, mình thêm hai cái dấu tam giác nhỏ nhỏ phía sau để biểu thị là cái âm t được kéo dài. Want, nhưng mà thiệt tình là mình đọc không có được, tại vì âm nổ mà làm sao mà kéo dài được, đâu phải âm sát đâu, âm sát mới kéo dài được. Với lại, theo English Phonotactics thì chúng ta sẽ không phân biệt độ dài của phụ âm mà chỉ phân biệt độ dài của nguyên âm. Cho nên giải pháp đó là chúng ta sẽ nhét thêm một cái nguyên âm vô cho dễ phát âm. Vậy nguyên âm được chọn là âm E và mình sẽ đọc là wanted hoặc là needed cho những từ mà tận cùng là t hoặc là d. Còn vì sao chúng ta lại chọn âm E thì mình sẽ làm một clip, mình hứa lâu lâu rồi mà vẫn chưa làm. Mong là sẽ có thời gian sớm để làm. Khi mình bàn về syllable thì mình sẽ nói rõ về cái đó. Vậy các bạn cũng áp dụng cái quy tắc tương tự khi mà phát âm những từ mà tận cùng là S hoặc là ES. Cứ theo nguyên tắc assimilation of voicing, nó phát biểu là voice sẽ đi với voice và voiceless sẽ đi với voiceless. Vậy thì laugh tận cùng là F là voiceless, nên chúng ta khi thêm S sẽ đọc là laughs, hoặc là work tận cùng là k, voiceless sẽ đi với s luôn là voiceless. Ở bên đây learn là voiced, cho nên chúng ta sẽ đọc là learns khi mà thêm S, hoặc là play cũng vậy. Hồi nãy mình có nói rồi, âm A là nguyên âm mà cứ hễ nguyên âm thì sẽ là voiced, cho nên chúng ta sẽ có plays. Rồi còn phần ở giữa thì cũng giống giống như trường hợp của t và d trong cái đuôi ed hồi nãy mình mới vừa bàn xong. Các bạn tưởng tượng mình có chữ box, box nó tận cùng bằng s. Nếu mà áp dụng chặt chẽ cái quy tắc đó thì nó phải là box, box, rất là khó đúng không các bạn? Kể cả khi kéo dài ra cũng không có hình dung được. Box, khó hình dung lắm. Trong tiếng Anh đó, trong tiếng Anh đâu có phân biệt độ dài của phụ âm đâu. Cho nên chúng ta lại quay lại với cái công thức đó là sẽ nhét một nguyên âm vô để tạo thành một âm tiết nữa. Đối với những từ mà nó tận cùng là một âm sibilant. Vậy thì watches, boxes, ha. Đó là assimilation. Mình vừa trình bày xong các phần đồng hóa xảy ra ở trên phụ âm, âm phụ âm trong tiếng Anh. Nó sẽ xảy ra trên cả ba phương diện là vị trí cấu âm, phương thức cấu âm và thanh. Thế còn trên nguyên âm thì sao? Mình đã có những clip trước đây nói về các allophones. Thật ra mình xem xét về một phương diện khác thì đây cũng là các trường hợp minh họa cho việc là đồng hóa xảy ra trên âm nguyên âm. Ví dụ như clipping, âm nguyên âm sẽ được ngắn lại khi đứng trước một voiceless consonant.
Thì một phương diện mình nhìn đây cũng là hiện tượng đồng hóa đó. Tại vì các bạn coi cái ví dụ đây, mình có rise. Z ở đây là một âm hữu thanh, I cũng là một âm hữu thanh. Vậy thì dây thanh rung ở đây, xong rung tiếp ở đây, rất là đẹp. Nhưng mà các bạn hình dung ở đây mình có rise. Rise thì dây thanh đang rung cho âm I, xong rồi lại phải chuẩn bị chuyển qua một âm là một âm mà vô thanh, dây thanh không có rung. Cho nên á, cái sự dao động của dây thanh á, khi mình phát âm âm I nó sẽ bị ngắn lại để chuẩn bị cho cái âm sẽ xuất hiện tiếp theo đó. Cho nên âm này sẽ mình để cái dấu diacritic này, ký hiệu là nó bị rút ngắn. Trong khi ở đây là rise bình thường, còn đây là rise. Vậy đây là đồng hóa chứ gì nữa, đúng không các bạn? Hoặc một hiện tượng đồng hóa nữa, mình thấy ở đây bad, âm A là âm miệng, D cũng là âm miệng vì luồng hơi đi ra ngoài qua oral cavity, khoang miệng. Nhưng với trường hợp của ban, A là âm miệng, trong khi N là một âm mũi, nasal. Vậy thì chúng ta phải chuẩn bị cho việc phát âm của cái phụ âm cuối N ngay sau khi hoàn thành âm A. Bằng cách nào? Bằng cách là cái âm A, một luồng hơi, một phần của luồng hơi sẽ được đẩy lên trên khoang mũi, ra ngoài qua khoang mũi. Cho nên âm A đó sẽ bị đục hóa, sẽ bị nasalized, sẽ bị darkened. Mình dùng cái diacritic dấu ngã đó để biểu thị. Cái này thì mình đã bàn rồi ở trong cái clip về nasalization. Nhưng mình muốn nhắc lại để các bạn thấy, ok, ở trên nguyên âm thì chúng ta cũng có hiện tượng đồng hóa chứ không phải là không. Vậy thì chúng ta vừa theo dõi xong phần assimilation, hiện tượng đồng hóa ngữ âm. Vẫn còn hai phần nữa là dissimilation và elision. Mình xin hẹn các bạn sẽ trình bày sau với lại các ví dụ ở trong tiếng Việt để cho các bạn suy ngẫm. Cảm ơn các bạn đã theo dõi Beasling Corner. Và đừng quên like, share và subscribe các bạn nhé. Xin chào các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở trong những clip sau trong thời gian sớm nhất.